Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Nay bà con Hoa tiếp tục cư ở ấp An Lạc, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và cái cao to đó trơn. Bà mình đang lên để cưa cây hai cây gòn gai. Bà sẽ leo cây cao để né bớt gai của cây gòn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Có nhảy cao đó, trèo lên đỡ cho con gai thầy trèo. Con gai dây điện hở mạch nè. Còn cái gai không nè. Này. Rồi dùng sát thấy gai được không? Còn rất là nhiều gai bị chủ nhà đổ vào lửa rồi. Nhưng chết phần gốc á. Một cây đó bên đó thấy không? Ngã vô cái nhà luôn, đè lên cái nhà luôn. Sâu hư ba tiếng tâm lắm. Ngã qua phía bên kia kìa, hư tôn túp lô luôn. Bởi vì cái chỗ này nó chết vô này. Rất là nhiều dây điện. Hư bên kia kìa. Bể ở phía này nè. Ba cây rất là bự luôn. Cây này, cây trong kia nữa. Cây này bị đổ dầu lửa nè. Nó chết quay luôn. Chết xung quanh. Thằng mớm nè. Rất là mục quá. Thì đang chạy chính xuống rồi. Bên này nó ngã và chủ nhà đã làm lại thành cái để trồng cây vậy nè. Rất là nhiều mũi gòn kìa. Ba mình đang gỡ. Cái này ngâm nước là nó sẽ ba cái chất dơ nó ra hết. Mình rửa sạch rồi cái mình phơi lại. Chứ mình phơi lại cái thằng là ngon lắm luôn. Con này trời con này lấy cái bọc thiệt ơi. Để bè lên để trồng mai luôn. Mấy bác có trồng mai nè. Này. Rất là nhiều mũi gọn luôn. Bên kia nữa kìa. Mũi gọn nó bị chặt rồi là sẽ tươm mũ ra. Làm món ăn. Rất là mát. Rất là nhiều mũi gọn. Mũi gọn này mềm lắm. Cái này nó hơi cứng rồi. Lâm ở trên giường rưa người này người kia ha. Rất là nhiều người này giường người kia. Nay Huyền Bạch Mũ Gòn anh Thiên và ba mình đã lụm gom phía dưới. Mấy bác đã lấy mấy cừ củi chất ra bớt rồi, để chút nữa ngã nguyên cái gốc gòn này xuống không bị dội ngược lại. Ba mình kêu đem một cái khúc cây lên. Có thể là sẽ lấy cái khúc cây này để dạt mấy cái đầu gai. Hai ba mình đang đập mấy cái đầu gai cho nó không nhọn nữa. Rất là nhiều gai. Mình đã lên tới phần trên để ấy bỏ mấy cái gai.
Cây gòn này em mình đo lai cam bay thử, cao khoảng 21 mét, rất là cao và rất là nhiều gai nhọn. Truyền qua cây gọn phía bên đây để kiểm tra gai nữa, vì ba mình cưa hai cây luôn. Gì vậy, nhỏ vậy? Hôm nay ba mình tiếp tục sử dụng máy Ryobi loại mini để máy mớt nhánh cây gòn. Một cái nhánh rất là lớn. Vướng cái sợi dây. Kế bên ở phía dưới thì có nguyên một cái chuồng heo rất là lớn. Có khoảng 5 hộ dân trong một cái đường dây điện này luôn. Đã cắt hết rồi. Cúp cầu dao tổng hết.
gớt xuống ngay róc. Phía dưới nhắn rất là lớn. Nhắn bị chổi phía dưới rất là bự luôn. Thiền cắt bớt. Anh Thiền nhỏ xíu rồi, nhánh rất là lớn. Đeo cái máy cưa và tiếp tục leo lên phía trên.
cắt những cái nhánh hết rồi đi, nhìn rất là sợ. Mình đã cột dây phần trên này, có thể sẽ cưa nguyên cái cây đó kéo xuống. Nó chuyển máy cưa xuống. Rồi sẽ xuống hạ nguyên phần gốc. Cưa gòn mà đốn cao leo cao mới hay ha. Rồi dọn nữa rồi. Đây sẽ gom gọn phần dưới gốc đang cho những cái nhánh nó nằm xẹp xuống. Mấy cái đường ống nước ở đây nữa. Đây bú sữa. Trên thì chưa có già, gai chưa có mọc đều thì mình dạt là nó bị vậy nè, mất phần gai đi, gai rất là bự luôn. Mấy cái này là đã dạt rồi nè. Ba mình đang chế cái cây này không biết làm gì. Ba cây này ba định chế làm gì vậy ba? Trời qua cái nạn đó, đó mình khỏi leo cho nhẹ. Dạ. Qua cái nhánh cây đó đó. Đâu quá cánh cây đặng cái cây gòn này nó nghiêng qua đó quá, mình cho nó về cái đường mương này nè. Dạ. Chẳng hay hơi lại nó dính nó lại chứ thôi nó. Dưới cái gốc nó mục mình điều khiển nó khó hơn cái ấy, nó mới vừa nhá nhá vô là nó gãy nha. Nó bọng ở trong lắm. Nè. Trong này nó bọng. Đây là cái mương. Sẽ ngã bên này. Chế được hả? À, chế cái này nhỏ ngay đây thôi. Cột nó, cái qua nó kia vừa.
lòn dây ra phía sau. Cái cột gịch lên. Thôi coi mấy cái bộ phim kia ông dục xa lắm rồi. Cái tay bị nó gãy hai chân đòn bây giờ không có mạnh. Cái bộ phim kia thấy ông dục dẻo dẻo đứng y chang phim động luôn á. Qua bên này nó bị thiệt mà. Dục dục ghê đó, này chụp tới giờ động đó. Nó gịch sợi dây lại cho chắc chắn. Để khỏi ghi ra để đó luôn hả? Bây giờ nè, cái đồ dịnh đây nó vừa ngã, thấy nó vô trong đó, thì buông cái anh xích ba xuống. Ờ, vậy nó không đi xa ha. Này là chỉ dịnh đỡ thôi chứ không có cột định hình lại. Để cho vừa ngã xuống là mình xả từ 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 ra. Bà và phụ kéo dây với anh Thiền à. Còn nó bị mục ở phía trong luôn rồi. Còn có chút xíu là còn có một miếng thịt thôi. Cái lõi nó rất này. Cái chỗ này nó bỏ dịp rồi không? Cái này nè. Cái mục kiểu rồi nè. Một ở phía dưới không ngày bị ứ nước à. Có mối nè à, có con sùng ở đây nè. Sẽ làm cốt pha để làm mấy cái cột nhà hoặc làm đan nữa. Mà mình đang nghiên cứu thêm cây bự kia nữa. Cắt chia ra làm hai. Mình sợ không có thiên nổi. Cái chân ba mình chảy máu luôn vì gai gòn xước nguyên một lần dài. Chỉ là bên hông cái bàn chân thôi, có thể ở dưới lòng bàn chân sẽ bị nhiều hơn, cho dù dạt gai gòn rất là nhiều. À đốn kìa, cao quá. Nó không có phóng qua bên đây. Ai biết đâu, chỉ đi kéo vô. Nè, trời, để em kéo vô. Đúng nói là em hiểu rồi. Chứ là nào tôi. Là nó hút lò cao, nó hút lò cao. Thì vừa thôi, ngắn cái tay nè. Dưới đây, dùng ra đây, dùng ra đây, dùng ra đây, dùng ra đây. Cho nó mát ngoài vùng này ra đi rồi. Đó, để đó. Nó ngã là còn cái dây, lại tuốt kia, tuốt mấy ngoài dây á, đi ngoài luôn. Nó ngoài. Thì vậy là ba mình có đốn luôn cây cao. Rất là dài luôn nè, qua cái mít luôn. Dây hơi bị dùng nên đập vào cái nhánh mít. Nhưng cái mít vẫn còn ổn. Biết rồi. Giờ sẽ tiếp tục cưa cây gòn gai.
kiểm tra. Vướng mấy cái tàu dừa ở phía trên đó. Văng cái phần gốc ở lại tới mình luôn. Quá trời mũ gọn luôn nè. Ôi văng sình tùm lum trơn. Nổi sình lên luôn. Cái mương này hình như đã bị cạn nước. Rất là nhiều mũ gọn. À, rất là nhiều gai luôn nè. À, nhìn gai nè. Con này ngày xưa mà mua cái con này ha. Cái con này chắc chỉ vàng ha. Hai chỉ vàng chưa gớ được. Hồi đó xưa khổ mắt lắm. Còn dây này không có pha được. Không cái này thì chưa là cách đây khoảng mấy năm nha anh? Khoảng chừng 20 năm, 15 năm á. Dạ. Tại vì đây thợ hồ mà. 15 năm về trước. Rồi, đó, mở khẩu trang coi thợ hồ. Đấy ông Hồng Nhân đó. Thợ hồ. Rồi sáng giờ đi theo đeo đang qua bánh chiêu cưa cây dừa này cái nè. Cây dừa 2 năm mấy rồi chưa cưa được. Dạ. Theo suốt luôn. Dạ. Cái mũ gòn mới tượng nè. Đỏ tươi luôn á. Rất là đáng luôn. Ê, con gì? Con sùng á. À, còn nãy mình chỉ ở phía dưới gốc này nè mà chui mất tiêu rồi. Đây là cái con sùng. À, nãy ba mình ở phía trên là mình ba mình làm như thế này nè. À, gỗ cây gòn gai rất là đỏ luôn nè. Này nó tươm mủ ra nè. Đây nó tươm mủ ra. Chủ nhà cũng đã đốt dầu lửa, đổ dầu lửa rất là lâu rồi. Cái cây này đã bị tét ngã rồi. Nên chủ nhà sợ kêu ba mình cưa luôn hai cây này luôn. Đây là cái cây cao mà rất là cao rồi mà nhưng vẫn còn non. À, cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đã ủng hộ cho kênh của Hoa trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì ngay đường đi nên ba mình sẽ cắt là dời qua một bên phụ với chủ nhà. Lấy củi này ra.